QBZ95 là loại súng trường đời mới không có giá đỡ, hỏa lực mạnh, độ chính xác lại cao, nhưng về mặt kỹ thuật vẫn còn nhiều khuyết điểm. Bắn đạn là 30/60, tầm bắn 400m, tốc độ bắn 650 phát trên phút. Nếu bắn trúng phần thân trên thì sẽ gây sát thương cho địch là 30. Nếu bắn trúng đầu mà không có độ giáp thì sẽ lấy mạng địch ngay tức khắc. Khi chiến đấu ở khoảng cách xa, bắn liên hoàn sẽ là cách bắn chính. Tiết tấu là di chuyển, ngừng, bắn rồi tiếp tục di chuyển. QBZ95 có độ xuyên thấu cao mà uy lực cũng không giảm, trong khi AK-47 thì không có bản lĩnh này. Rockfire Legend, nhắm căng, bắn thẳng, sang phẳng đối phương.